Này em, hãy cười lên đi. Cuộc đời ngắn lắm, sầu bi làm gì? Đây là một trích đoạn trong quyển sách của nhà văn Jenny Lind, Đừng lãng phí những ngày đẹp trời. Và mình là Kirby, trân trọng biết ơn các bạn đã chọn xem video của mình. Cũng như mọi khi, sau khi mình đọc được một quyển sách hay hay những điều gì mới mẻ, mình cũng đều mong muốn chia sẻ đến với các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu cái podcast ngày hôm nay nha. Bây giờ chúng ta thử suy ngẫm ha. Đã mang thân phận của con người, ai cũng sẽ trải qua vô số những lần vấp ngã, vô số những vết thương để lại hằn sâu những cái vết thẹo trong tâm khảm của mỗi người. Và có những vết sẹo chỉ muốn giấu thật là kỹ, không muốn để cho ai nhìn thấy nó hết. Đằng sau mỗi người luôn có một câu chuyện, một cái bí mật mà họ muốn ẩn giấu, muốn che giấu ở thế giới này. Trong lòng của chúng ta tuyệt đối sẽ là cái nơi mà chứa những cái vết thương mà không bao giờ để cho người khác nhìn thấy hết. Chúng ta thử liêm chính nội tâm của mình đi, nhìn lại có phải mình có những cái bí mật, những cái vết sẹo xấu xí lắm, mình che giấu hết à? Mình không dám đối diện với nó, và sợ nhất là để cho ai thấy được nó. Tùy vào mỗi người thôi, bởi vì chúng ta đều có một vết sẹo của quá khứ để lại. Vết sẹo có thể là lớn, có thể là nhỏ, nhưng tuyệt nhiên là không thể cho người khác nhìn thấy được. Nhưng người có thể thực sự đối diện được với bản thân của mình mới là người dũng cảm nhất. Chỉ khi đó, dù rằng vết sẹo sẽ không lành, nhưng ít nhất là sẽ không nhức nhối nữa khi chúng ta nhắc về nó. Có thể khi nhắc về, các bạn sẽ cảm thấy mình an yên hơn. Trong tâm khảm của mình cảm thấy một sự bình yên đến lạ. Bởi vì mỗi người khi mà thật sự đối diện được với chính mình, đối diện được với những vết thương, tổn thương của khi xưa, quá khứ thì đã qua rồi. Khi đó chúng ta chỉ thay đổi về quan điểm, cách suy nghĩ của chúng ta về quá khứ đó mà thôi. Đến lúc này, bạn mới thực sự là có thể sống tốt, sống yêu đời hơn. Bởi vì dù rằng quá khứ cũng đã qua rồi, quá khứ của một người á, và tất cả những gì xảy ra ở đó, nó luôn là cái khu vực bất khả xâm phạm mà chúng ta không cho phép ai có quyền tung nó lên, dù thân quen đến đâu, và ngay cả bản thân của bạn cũng vậy. Bởi vì cuộc sống là một cái biểu đồ hình sin, lúc lên lúc xuống. Cuộc sống nó luôn biết cách thử thách con người. Chúng ta càng cố gắng dung hòa với nó thì nó càng gây khó khăn chúng ta nhiều hơn. Và các bạn cứ để ý đi, các bạn đâu có thể làm gì khác được ngoài cái chuyện bạn đón nhận đâu. Do đó cái tâm thái đón nhận, chuyện gì đến sẽ đến, nó sẽ khiến cho các bạn sẽ được bình yên nhất trong cuộc sống này. Và điều duy nhất cản trở chúng ta đó chính là sự sợ hãi. Sự sợ hãi của cô đơn, sự sợ hãi của người khác nói xấu mình, sự sợ hãi của mình không bằng người khác. Chính nó đã giúp cho mình càng ngày càng yếu đuối hơn theo đúng nghĩa của từ sợ hãi. Cuộc sống này là một chuỗi ngày có qua có lại. Khi bạn làm khổ người khác, bản thân của bạn dù có đạt được mục đích nhưng có sống vui vẻ được không? Có oan có nợ ắt có trả, hại người thì ắt có người hại lại bạn thôi. Cuộc sống có thể không công bằng, nhưng nhân quả là lực vũ trụ bất biến, không bao giờ thay đổi. Nó luôn công bằng với tất cả mọi người. Có thể bạn chống lại mọi thứ, nhưng có thể chống lại lương tâm của chính mình hay không? Đây là lúc mà chúng ta phải nhìn nhận về những cái quá khứ, lỗi lầm, những việc mà chúng ta đã tạo dựng nên. Và sẽ ra sao nếu như tất cả nhìn mình biết là sai? Có rất nhiều người mãi không thể lớn lên được là do họ sợ phải đối diện sự thật là mình đã sai lầm hoặc gây ra một tội lỗi không thể chấp nhận được. Và cái tâm lý này mình hy vọng các bạn đừng có nghĩ là mình tội lỗi với bất cứ chuyện gì hết trơn á. Chúng ta sẽ liên quan tới vấn đề đó. Chứ chúng ta đừng bao giờ nghĩ mình tội lỗi, bởi vì cái sự suy nghĩ tội lỗi và hối hận dai dứt nó khiến cho bạn sẽ tạo ra thêm tội lỗi mà thôi. Bởi vì lực thúc của vũ trụ
Bởi vì lực của hấp dẫn, nó luôn luôn sẽ thu hút những điều mà chúng ta nghĩ hàng ngày. Chúng ta quân tập, chúng ta nghĩ và chúng ta tội lỗi về chuyện này, thì nhất định chúng ta sẽ lặp lại lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, tới N lần luôn. Cái mình cần ở đây là gì? Cái mình cần là mình cần thấy được bài học trong những cái sự việc bạn đã lỡ lầm gây ra. Đừng có cảm thấy tội lỗi các bạn, chẳng hối hận luôn. Có bài học, mình rút ra, rồi mình sửa thôi. Cái sửa là cái quan trọng nhất, cái hành động vẫn là cái quan trọng nhất trong tất cả những gì. So với lời nói, so với suy nghĩ, so với những cái gì tất cả trên cuộc đời này, hành động là câu trả lời đúng nhất cho mọi việc. Ngoài chúng ta trách bản thân chúng ta ra, thì các bạn còn biết là mình bị một cái lỗi lầm nào nữa không? Đó chính là chúng ta hay có thói quen là đổ lỗi. Bởi vì đổ lỗi vì không muốn mình trở thành cái người mang tội. Đổ lỗi vì không có khả năng chịu trách nhiệm cho những thứ mình gây ra và không chịu thấy bài học trong đó. Đây là một tâm lý đặc biệt rất phổ biến trong tất cả mọi người luôn. Bản thân mình cũng có nữa các bạn, chứ không phải là không đâu. Nhưng từ khi mình nhận ra cái việc này, mình đã sửa rồi. Các bạn thử suy nghĩ thử xem, bạn sẽ học được gì từ cuộc sống nếu như mà bạn mãi khăng khăng là mình đúng. Và bạn có thể thắng được một người trong một cuộc tranh luận, nhưng điều ấy cũng sẽ không thay đổi được sự thật là mọi thứ đã xảy ra như thế nào rồi. Đúng là đúng. Cho dù đám đông có thể không nhận ra cái việc này, thì sai vẫn là sai, sự thật vẫn là sự thật. Dù ngoài kia tất cả mọi người đều đang làm như vậy hết, nhưng mà các bạn tại sao mình lại lựa chọn làm giống người ta vậy? Mình nên nhìn thấy cái việc đó và lấy cái bài học trong cuộc sống. Mình lấy bài học làm trải nghiệm đó, rút kinh nghiệm, lần sau mình sống khác đi. Có rất nhiều người sống trong im lặng đằng sau một cuộc tranh luận. Không phải là họ không muốn hơn thua đâu, chỉ đơn giản là họ muốn quay lưng và bỏ đi. Họ làm thế không phải là họ quyết định chịu thua trước một kẻ mà già mồm nhận bất công về chính mình. Họ làm thế bởi vì họ hiểu được là thái độ kẻ thắng người thua sẽ đặt chấm hết cho tất cả các mối quan hệ. Bởi vì cái mối quan hệ nó luôn luôn cần sự lắng nghe, thấu hiểu từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, và đặc biệt là tình yêu. Chúng ta cần phải nâng cao cái khả năng lắng nghe lên gấp 3, gấp 4 lần so với những đối tác khác. Một trong những bước cơ bản nhất để đánh giá một người trưởng thành là khi họ thành thật nhìn vào những cái sai lầm và thấy cái bài học đó, từ đó rút kinh nghiệm sửa chữa cho những lần sau và trở thành con người khác tốt hơn so với phiên bản trước kia của mình. Và sự cầu thị này sẽ được khai sinh trong mỗi người với một câu hỏi rất là đơn giản là: sẽ ra sao như tất cả những gì mình biết và tranh cãi trước kia đều là không đúng? Và có bao giờ bạn đặt câu hỏi là bạn thực sự có trở thành người mà ai cũng muốn ở gần bạn hay không? Một câu hỏi rất là lớn của cuộc đời. Nó sẽ giải quyết được tất cả mọi thắc mắc trong lòng bạn. Hãy trở thành người mà người ta muốn ở gần bạn đi. Và mình xin kết thúc cái podcast này với một câu nói của thiền sư Thích Đức Hạnh rất là hay. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà con có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu con không thể thấu hiểu thì con chẳng thể yêu thương ai được hết. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Trân trọng biết ơn nội dung của tác giả Jenny Kling và tác giả Lumen, đặc biệt là câu nói truyền cảm hứng rất là sâu sắc của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và rất là biết ơn các bạn đã nghe hết cái podcast này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.